Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 22. Oai Đức Hàng Phục Tà. Lúc Hòa Thượng ở hội đạo Đức, một hôm có cô học viên tên là Thái Thục Khôn đột nhiên phát cuồng. Sắc mặt và tiếng nói của cô ta cũng biến đổi. Cô lớn tiếng mắng rằng: "Ta là Hoàng Đại Tiên, vì các ngươi không kính nể ta nên hôm nay ta đặc biệt đến giáo huấn các ngươi đây." Lúc bấy giờ, vị chủ nhiệm đảm trách ban tập giảng, trưởng ban lý sự và cả ông hội trưởng cũng đều bị cô ta nhục mạ. Hòa Thượng thấy cô ta náo loạn như vậy liền nghiêm giọng bảo cô rằng: "Hội đạo Đức vì thuận với lý trời mà lập nên, cô nay nhiễu loạn hội đạo Đức là nghịch với lý trời. Bây giờ tôi phải thay trời hành đạo, phải trừng phạt cô, tuyệt đối không cho phép cô làm loạn như vậy." Hòa Thượng vừa dứt lời thì cô ta run sợ nói: "Tôi đi đây." Quái lạ thay, cô muốn đi nhưng không nhấc chân lên được. Cô kinh hoàng luống cuống sụp quỳ, lạy lục gian lưng Hòa Thượng tha lỗi, nói: "Xin Ngài rủ lòng từ bi thả cho con đi. Từ rày về sau, con không dám tới nhiễu loạn hội đạo Đức nữa." Hòa Thượng nói: "Cô tất nhiên biết lỗi rồi, tôi nay tha cho cô đó. Nếu cô còn tái phạm, tôi nhất định sẽ không khách sáo à ngang. Thôi cô đi đi." Loại tà mị nhập vào cô Thục Khôn, vội vàng bái tạ rồi bỏ đi. Và cô Thục Khôn lập tức tỉnh táo trở lại. Từ đó về sau, không còn xảy ra chuyện như thế nữa. Ha ha ha, 问什么的说